Mới đây, huyện đoàn Cần Giuộc đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương năm 2024. Đây là hoạt động thường niên của huyện đoàn mỗi dịp Tết đến xuân về để phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhằm chăm lo cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy. Tại chương trình, huyện đoàn đã trao tặng 15 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 30 triệu đồng và tặng 260 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí vận động khoảng 160 triệu đồng. Trước đó, huyện đoàn tổ chức đến thăm hỏi tặng quà tại nhà cho 50 hộ gia đình chính sách và gặp gỡ đồng viên, tặng 80 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho đội ngũ bí thư chi đoàn ấp khu phố nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua đây thì muốn huy động được cái sự vào cuộc của cả hệ thống các cơ sở đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên là cái nơi để kết nối quý mạnh thường quân để mang đến những món quà ý nghĩa về mặt tinh thần để giúp cho người dân, giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên có một cái động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Xuân Yêu Thương là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cần Giuộc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029.